kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nếu khui thêm Vạn Thịnh Phát, liệu có lở loét đến Dương Công Minh hay không? Vạn Thịnh Phát và hệ sinh thái của nó đang bị đánh rất mạnh. Trong cấu trúc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát có ngân hàng SCB làm nhiệm vụ hút vốn và lùa gà cho những thành viên khác của Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng SCB đã lừa nhiều người gửi tiền vào chuồng gà đầu tư trái phiếu và giờ này các nhà đầu tư xem như mất trắng. Đấy là nỗi đau chung của những người dân ít hiểu biết về những chiêu trò lừa đảo mang tính tổ chức cao trong các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Him Lam của Dương Công Minh và Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan có nhiều dự án trao tay. Vụ Vạn Thịnh Phát chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm rất lớn phía sau. Có lẽ Vạn Thịnh Phát sẽ không bị lộ sớm nếu không có chuyện đánh nhau trên vũ đài chính trị. Là sân sau thì phải chấp nhận kết cục thắng thua theo chủ soái. Khi thế lực chính trị đỡ đầu hùng mạnh thì sân sau hốt tiền. Khi thế lực chính trị đỡ đầu bị yếu đi thì sân sau bị thịt. Ở xã hội này mấy ai giàu lên mà không đi đêm với các thế lực chính trị. Vụ Vạn Thịnh Phát khiến cho nhiều đại gia từng làm ăn với Trương Mỹ Lan tim đập trần rùn, lo sợ từng ngày. Khi khui ra Vạn Thịnh Phát thì thấp thoáng đã thấy bóng dáng của đại gia Dương Công Minh, là ông chủ của Him Lam, Sacombank. Vào hồi tháng 11 năm ngoái, báo chí có nhắc đến sai phạm của tập đoàn Him Lam tại một dự án đã bán cho Vạn Thịnh Phát. Những dự án này có rất nhiều bê bối, tuy nhiên không biết bởi phép màu nào mà sau đó báo chí không nhắc tới nữa. Mọi thông tin chỉ gói gọn trong Vạn Thịnh Phát và những công ty con trong hệ sinh thái của nó. Có thể nói tập đoàn Him Lam được nhắc đến với rất nhiều tai tiếng từ Bắc vào Nam với hàng loạt những dự án xây dựng sai phép, trái quy hoạch tại khu đô thị Sài Gòn Bình An. Dự án đã chuyển nhượng cho Vạn Thịnh Phát bị chỉ ra rất nhiều sai phạm. Những gói vay của Sacombank cho các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang có vấn đề. Vào ngày 15 tháng 7, Sacombank của Dương Công Minh bị Vietnamnet réo tên do có khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát là bà Trương Huệ Vân. Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố 9 công ty vay gần nửa số vốn của dự án Sacombank. Điều này đặt ra nghi vấn rằng nhóm 9 công ty này có phải là sân sau hay có mối quan hệ với ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Sacombank hay không. Không biết lần này ông Dương Công Minh cho bịt thông tin như thế nào. Xem ra hệ sinh thái của Him Lam chẳng khác nào hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát và hai doanh nghiệp này cũng đã bắt tay làm ăn trong một số dự án. Theo một số người thảo tin thì chuyện cấu kết giữa ngân hàng với các đại gia bất động sản là phổ biến chứ không phải hiếm hoi. Chuyện ngân hàng SCB nằm trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát thì đã rõ. SCB gom vốn và lùa gà cho các thành viên khác trong nhóm này đem thịt. Có thể ngân hàng không nằm trong hệ sinh thái của doanh nghiệp nào đó, nhưng họ đã cấu kết với nhau là chuyện không có gì lạ ở xứ này. Dương Công Minh là một đại gia kín tiếng so với những đại gia khác. Tuy nhiên, khác với vẻ bề ngoài kín tiếng thì bên trong vị đại gia này chẳng khác nào đại gia Trương Mỹ Lan một thời. Báo chí bắt đầu réo tên Sacombank cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp dưới bàn tay của Dương Công Minh đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Sacombank đang bỏ trứng vào cùng một giỏ. Liệu vụ án Sacombank và Him Lam có lở loét thêm nữa hay không thì còn phải chờ xem. Ở cung đình còn đang kịch chiến nên sân sau của các vị tai to mặt lớn cũng cần chuẩn bị tư thế cho việc này. Ông Trọng chưa tóm được Lê Thanh Hải nhưng đã quần nát Vạn Thịnh Phát. Hầu hết sân sau sẽ chịu thiệt hại nặng nề hơn thế lực chính trị mà nó đã dựa vào. Xét cho cùng, cho tới nay, chỉ mới có sân sau của Tư Sang là nhanh chân nhất, bà Đặng Thị Hoàng Yến và giờ là công dân của Hoa Kỳ. Nguyễn Cao Chí thì đang trốn mất tăm hơi. Trò chơi chính trị không phải là chuyện đùa. Nếu không thủ sẵn thế rút chân bỏ chạy, thì lại bị biến thành dê tế thần mất thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Nếu khui thêm Vạn Thịnh Phát, liệu có lở loét đến Dương Công Minh hay không?
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Là ông Tổng kéo thị trường chạy án phất lên mạnh mẽ. Nếu nói thành phần tham nhũng xem tiền ngân sách và tiền của nhân dân là một miếng mồi ngon, thì thành phần chạy án xem túi tiền của bọn quan tham bị tóm là mồi cũng ngon. Còn thanh tra và chính phủ, các cơ quan chống tham nhũng thì xem túi tiền của quan tham chưa bị lộ cũng là mồi cực ngon. Ở đất nước này không có chuyện một cơ quan nào đó có cơ quan chức năng trong sạch cả, kể cả quan chức trong cơ quan chống tham nhũng của Đảng. Lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ lôi ra được một phần rất ít quan tham mà thôi. Những quan bị lộ được xem như là xui xẻo, bởi còn đó rất đông những người chưa bị lộ hoặc không bị lộ. Việc bắt bớ, bỏ tù trong các vụ án tham nhũng bắt đầu từ những người moi tiền của nhà nước hoặc móc túi tiền của nhân dân. Khi những quan chức này bị điều tra thì bộ máy chạy án vào cuộc để mà kiếm tiền. Chế độ này rất nhiều cấp chạy, quan trọng là có đủ tiền và biết đường chạy hay không mà thôi. Chỉ có hai người chạy án bị lộ trong chuyến bay giải cứu. Khi mới bị bắt là chạy ở cơ quan điều tra để làm sai lệch hồ sơ. Khi ra tòa thì chạy bên viện kiểm sát để họ không moi móc sâu vấn đề và chạy bên tòa án để tòa tuyên hình phạt nhẹ hơn. Một vị đại gia bị bắt và bị giam giữ, phía công an, phía tòa án và phía viện kiểm sát cần phải kéo dài thời gian giam giữ để bộ máy chạy án gặm nhẫm nhấm vào túi tiền của các vị đại gia ấy càng lâu càng tốt, càng moi ra được nhiều tiền. Đấy là một trong những chiêu trò của những chính quyền để ăn tiền chạy án. Những vụ án tưởng chừng như đơn giản nhưng họ cứ tạm giam hết lần này đến lần khác để có cơ hội ăn tiền chạy án của đại gia ấy ngày một lâu hơn. Luật sư thì rất đông nhưng có thông tin cho rằng phần nhiều là cò chạy án. Làm việc cho cơ quan tố tụng mà không tham gia đường dây chạy án thì không bao giờ giàu cả. Mà tham gia càng quy mô thì càng khó bị lộ, bởi trong liên minh đấy họ bao che lẫn nhau. Họ bảo vệ nhau cho tới cùng, bởi chỉ cần một mắt xích bị khui ra thì cả đường dây có nguy cơ bị lộ. Nếu nói trong ngành công an có trò nuôi án thì trong lĩnh vực chạy án cũng có trò tương tự. Đấy là cách kéo thời gian điều tra, thời gian tạm giam để giờ cho với bị can. Có cơ hội là họ làm án và ngã giá bên bị can. Nếu trò nuôi án sẽ làm cho tội phạm lớn mạnh thì việc đường dây chạy án kéo dài và củ nhảy với bên bị cáo cũng là cách làm cho bộ máy chạy án có cơ hội ăn đậm hơn. Vụ án chuyến bay giải cứu chỉ có 54 bị cáo mà có đến 120 luật sư bảo chữa. Thực chất không phải luật sư nào cũng dùng để mà cãi, mà trong đó phần cãi chỉ là cách làm hợp thức hóa việc chạy án mà thôi. Nếu là phiên tòa minh bạch, phần luật sư bảo chữa và lời khai của bị cáo trước tòa là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, rất nhiều luật sư và bị cáo trong phiên tòa chuyến bay giải cứu trình bày trước tòa rất buồn cười. Họ cứ như là những đứa trẻ con vậy. Thực chất, những lời cãi vã của luật sư và những câu nói ngây ngô của bị cáo chỉ là đóng kịch cho vai trò của phiên tòa. Án thật đã được ngã giá đằng sau phiên tòa đấy bởi đường dây chạy án. Rất có thể sẽ không có án nặng nào cả sau khi ngã giá và chốt giá. Phiên tòa chuyến bay giải cứu là cơ hội béo bở cho các đường dây chạy án khủng. Sắp tới, phiên tòa xét xử vụ Việt Á cũng tương tự, cũng là cơ hội lớn cho đường dây chạy án hốt bạc. Đó là một thực tế, câu chuyện này được người trong cuộc kể, tuy nhiên, đấy là những chuyện không thể công khai được, đặc biệt là tên tuổi của những người cung cấp thông tin. Công lý vốn đã tìm sự thật và sự công bằng, tuy nhiên, công lý ở Việt Nam là món hàng được buôn bán ở chợ đen. Không công khai nhưng rất sôi động. Ông Nguyễn Phú Trọng lập lò đốn củi chỉ là bề nổi, còn lại phần chìm là thị trường chạy án rất phát đạt kể từ khi ông Tổng Bí thư quét mạnh bọn tham nhũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Là ông Tổng kéo thị trường chạy án phất lên mạnh mẽ.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de